Trúc Sinh, anh Trung Nghĩa, Hải Linh, Phụng Nguyễn. Xin kính chào quý vị đến với chương trình Góc Phố Nhạc Vàng. Và hôm nay Trúc Sinh mời lại đôi song ca rủ rê và lôi kéo, không ai khác là Trúc My và Chê Phong. Lời đầu tiên xin cho Trúc My được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Góc Phố Nhạc Vàng của anh Trúc Sinh. Chào anh Sinh, chào tất cả ban nhạc cũng như là anh Chế Phong rủ rê. Còn em là lôi kéo. Chào em lôi kéo. lời nói đầu tiên. Chế Phong xin cảm ơn anh Trúc Sinh đã rủ rê lôi kéo tụi em hoành lại một lần nữa để gặp được anh Trung Nghĩa, anh Hải Đinh và em Phụng Nguyễn, cũng như gặp gỡ quý vị khán giả trên kênh của anh Trúc Sinh, Góc Phố Nhạc Vàng. Lời chào trân trọng. Để mở đầu chương trình, My giới thiệu bài em hát luôn. Và bài hát đầu tiên thì cũng nhân dịp Giáng sinh, Trúc My xin được gửi đến một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Hải, bài hát được mang tên Nửa Đêm Khấn Hứa. Xưa anh nay thương nhớ, anh hẹn chờ nhau cùng đi dâng lễ nửa đêm, thầm mong ngày ấy đến với em thật nhanh, dành bước đi cùng. Anh quên hẹn rồi, và khi lễ tang buồn chi anh em lại tới, em giận hơn anh làm kinh không nói nữa câu. Mừng sinh nhật Chúa chưa xong, ngược
qua rồi, một người trên cánh sông, một người trên mây gió. Cho ai nơi giang đầu nhìn mùa thu qua, rồi mùa đông tan uốn. Người lính cuộc đời dâng non sông, dù yêu em lắm, phần người trai chưa xong, nước non điêu tàn vì chiến cuộc còn. Hay quá anh Sinh. Lần đầu tiên anh cũng nghe đó. Anh lửa đêm không? Chúc My lửa đó chứ. My lửa mà em lần đầu tiên em hát hả My? Dạ, lần đầu tiên em hát luôn á. Em gan vậy. Em gan lắm đó. Bài Nửa Đêm Khấn Hứa của nhạc sĩ Tướng Hải, một bài rất ư là hay. Hay quá. Cảm ơn nhạc sĩ nhiều. Phong giới thiệu bài Song Ca. Bây giờ tới tụi em song ca đúng không anh? Bây giờ mới đúng là một đôi rủ rê nè, lôi kéo nè. Chế Phong và Trúc My cùng Ben Trúc Sinh sẽ gửi đến tặng quý vị một bài hát đúng mùa anh ha. Đúng mùa. Hai Mùa Noel, một sáng tác của Nguyên Vũ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Anh dắt em vào tình yêu, quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh vang cầu, nhìn nhau không nói lên câu, vì biết nói lâu gì đâu. Rồi Noel qua chúng ta chia tay giã từ, hẹn nhau năm khi Giáng sinh về nơi, mình trao cho nhau hoa lòng nhẫn cưới thiết tình, dìu nhau xem lễ đêm đông, bên nhau muôn đời anh ơi. Nhưng nay mùa Noel đến rồi, từng đêm em thức nguyện cầu, cầu cho hai đứa
trở về. Chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi cô. Rồi Noel qua bao mong ước cũng xa rời. Gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rơi xa nhau. Giáng sinh về muôn nơi, mình trao cho nhau hoa lòng nhân cưới thiết tha. Dìu nhau xem lễ đêm đông, bên nhau muôn đời anh ơi. Nhưng nay mùa Noel đến rồi, từng đêm anh thức nguyện cầu. Cầu cho hai đứa yêu nhau. Đêm nay giao đường vang tiếng kinh cầu. Nơi xưa mình em đứng không thấy bóng anh đâu. Nửa đêm khăn lễ bước em bơ vơ trở về. Chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua bao mong ước cũng xa rời. Gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rơi xa nhau. Rồi Noel qua bao mong ước cũng xa rời. Gặp nhau chỉ để thương đau. Vài ba nốt cuối cùng nghe nó thấm muốn chết vậy đó. Cái câu cuối cùng em nghe tăng 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 tăng. Phải nói là hai em hát bài này rất là hay. Cảm ơn em. Cảm ơn anh Sinh. Em biết gì không? Chúc My. Bài này là favor của anh Sinh đó. À. Bài này em nghe nói là hồi xưa anh với chị gặp nhau ở nhà thờ đúng không? Hả? Bài này anh với chị gặp nhau bằng nhà thờ đúng không? Phát niu, phát niu. Chuyện gì sao anh không biết? Chuyện gì sao anh không biết? Một bài rất là kinh điển, một bài rất là cổ điển. Hay thiệt. Lúc nào nghe cũng hay. Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Dạ. Hai em có cảm tưởng gì khi mà gặp lại lần thứ hai? Đã nói là cái cặp đôi rủ rê và lôi kéo thì lúc nào nó cũng cuốn hút hết trơn. Yeah. Đúng không anh? Em nói thiệt lắm. Hát với cô gái này là rất là hợp. Vì giọng em á. Chầm. Cũng nó cũng tựa cái giọng của anh nè. Nói chung là anh em mình ít gặp nhau nhưng mà khi mà hát tự nhiên nhìn nhau là hiểu được là hát làm sao để cho nó quyện với nhau. Song ca nó là vậy đó. Nói anh là hai em là rồi là tốt cho song ca gì giọng em trầm, giọng của My cao, hai nó mới hay được.
Còn nếu mà em cao luôn á thì nó không hay. Dạ đúng rồi. Bởi vì khi anh đánh anh cũng lựa lắm. Khi mà em đánh em hát á thì anh đánh trên. À đúng rồi. Đúng rồi. Còn nếu mà Trúc My mà hát á, chú xin chơi xuống dưới. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì? Anh cũng song ca với mình em thấy chưa? Mà mình đánh mà không đúng á là nó chết quá à. Không, ví dụ chỗ nào mà thấp mà còn đánh thấp nữa thì anh đúng sẽ rồi. Ác cái tiếng ác của em. Dạ đúng. Dạ đúng, dạ, đúng rồi. Không, còn nếu mà chỗ cao mà anh chơi cao nữa là coi giờ Trúc My đi luôn. Bởi vậy. Anh xin có biết không, em có nhiều người khán giả đó mê cái hòa âm của anh. Chỉ cần nghe một cái là biết bài đó anh xin đây hòa âm. Khán giả bên trái em nè. Ồ vậy hả? Đây, fan cuồng. Fan cuồng. Okay, rồi. Em cũng fan cuồng. Tới em hát cô đơn đúng không? Cô đơn là đơn cô. Alone, alone. Dần dần solo, hát solo. Bây giờ là một bài hát này cũng kinh điển. Bài hát này là theo em được biết nha, là lúc ba em kể lại là bác Lam Phương kiếm bạc triệu đó ngày xưa đó. Dạ, đúng rồi. Khi mà bác Lam Phương làm xong bài hát này, đi tới nhà của ba xong nói anh có một bài này nè. Đưa ra một phát một. Bài này là bài kinh điển của bác Lam Phương. Okay. Thành phố buồn. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh có quyện gốc thông già. Kiều đan tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày Chúa Nhật, ngày của riêng mình. Thành phố nào nằm nghe khói tòa, người lưa thưa chìm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu đẹp mẫu yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó chốn phong ba em làm dâu nhà người. Âm thầm anh tiếc thương đời đau buồn, em khóc chi phôi. Anh về gấp gáp kỷ niệm tìm người. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đá u buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng cương chiều chậm chậm thế lương. Tiến đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Gặp kỷ niệm tìm người.
Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lỡ đổ, giờ không em soi đá u buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều trọng trọng thế lương. Tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Thành phố buồn, thành phố buồn. Buồn. Công nhận. Oh yeah, oh yeah. Lúc nào anh xin cũng hát cuối cùng. Anh bè không á. Buồn. Một bài bất hủ của nhạc sĩ Lâm Phương. Xin cảm ơn ông rất là nhiều. Và một bài song ca cuối cùng. Mùa đông. Mùa đông không lạnh. Đường về Hai Thôn mà. Ủa mà em có phát hiện gì chưa từ nãy giờ không biết hả? Phát hiện gì vậy? Ghế nó quay quá. Đợt này anh em mình bán cái nhà cũ nhỏ rồi. Bây giờ nhà cỏ bán rồi. Bây giờ xuống cái nhà mới bự chừng dần như mày không thấy. Coi như là mình bán condo mình ở villa. Đúng rồi. Sau cái show trận trước là show đi nhiều quá. Anh Sinh, sau cái show mà anh ghép cho tụi em là đôi song ca rủ rê lôi kéo tụi em được hát nhiều quá bây giờ. Bán nhà nhỏ mua nhà lớn. Đó. Chẳng bỏ condo xuống villa. Thì một cái chương trình nào cũng phải nhờ những mạnh thường quân. Thứ nhất là cảm ơn nhạc sĩ Trúc Hồ đã tạo sân chơi cho góc phố Nhạc Vàng để anh em chúng tôi gặp nhau chơi nhạc, đem cái tiếng hát lợi nhạc đến quý vị. Và cảm ơn hệ thống Harbor Phật Mơ Si của dược sĩ Trần Hưng Thịnh, cũng như anh Trần Anh Tuấn ở Louisiana và vài người bạn lâu lâu cũng cho anh em chúng tôi vài ly cà phê. Xin cảm ơn rất là nhiều. Hy vọng là quý vị coi quảng cáo dùng cho anh em chúng tôi. Đi vào coi, bấm nút like, comment những cái lời nói dễ thương cho nhau, nghe cho nó vui. Và bấm nút subscribe. Đó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bài cuối cùng để chia tay hôm nay, Trúc Sinh xin gửi đến quý vị bài Đường Về Hai Thôn của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ và Hồ Đình Phương với cặp song ca rủ rê và lôi kéo. Xin quý vị thưởng thức. Trắng cài chữ sau có tẩm mến hương dâu, có chầu vẫn vương câu và đào tơ thơm ngát ngát hương trinh ban đầu. Đường về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa,
xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng quê vẫn hát hát câu ca mong chờ. Mỗi đêm thanh trăng ngà, hội mùa lên tiếng ca, đớp tay cần lao. Ôi hai thôn giao đầu, nhịp cầu che bước chung vui êm dương bao. Tình ta lên men rồi, còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Trời dâng lên trăng mù, bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi huyền ương qua cầu soi bóng. Nhủ thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài. Trời quê bát ngát xa trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Lúa đồng mãi xanh tươi, nước cà thắm nơi nơi. Và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Đường về hay hai quá. Thôn rốt cuộc anh em chúng tôi được về tới nhà. tưởng đâu lạc qua thôn khác rồi. Đúng rồi. Bởi vậy đường ta đi tuy khó nhưng kệ nó, miễn có con đường ta đi thôi. Rất ư là một bài rất ư là nhấn nhạnh dễ thương mang tính chất dân ca Nam Bộ, quá dễ thương luôn. Hay quá anh. Bác Phạm Thế Mỹ đó. Đó Phạm Thế Mỹ những ngày xưa thân ái đó, đó nhiều lắm. Hay lắm. À, không gì hơn là chúc sinh chúc quý vị một mùa đông khỏe, vui, hạnh phúc và bình an với gia đình và người thân. Chúc sinh cảm ơn anh Trung Nghĩa
bữa nay là ông anh, một người anh, một người thầy của chúng sinh rất ư là giỏi, tài năng nhưng mà rất là khiêm nhường. Anh lúc nào cũng cười. Anh không làm gì á? À, anh Nghĩa là ai cũng phải biết, anh Trung Nghĩa, một tay guitar rất là cự phách, mấy chục năm trời. Anh nhìn vậy chứ anh cũng mới 27 tuổi rồi. Dạ, anh nghe hiền lắm, ai làm gì làm, anh không nói tiếng nào, anh chỉ cắn thôi. Ok, cảm ơn Hải Đinh, Phụng Nguyễn và đôi song ca rủ rê lồi kéo. Ờ, hai em càng ngày càng hát hay ấy nha. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh xin. Ờ, nhờ á, nhờ, chắc phải nhờ hòa âm hay. Ừ. Mình vô, mình hát, mình thấy nó feel, đúng không? Dạ, đúng rồi. Được. Hôm nay mới chút xíu mắt tụi em chia tay rồi, nhanh vậy. Thôi, hát bài Xanh Lá đi. Đúng rồi, em biết Xanh Lá là gì không? Xanh Lá là gì? Là xa lánh đó. Vậy cũng okay, được. Hy vọng là hai em từng có xanh lá với nhau là được rồi. Dạ, dạ. Chắc chắn anh. Cũng như là quý vị từng có xanh lá với chúng tôi. Ok. Cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị vào kỳ tới của Góc Phố Nhật Vàng.